Đây là làm chuồng theo kiểu chuồng kín đó các bác. Các bác thấy không? Phun chuồng, đầy chuồng luôn. Ngày xưa là cải tạo từ cái chuồng lợn sang làm chuồng bò đó. Đấy, thức ăn đầy đủ hết, đầy máng hết các bác. Trên 90% là 3B. Phun chuồng đầy chuồng luôn các bạn. Hoành tráng luôn. Đây, đây có cả con kem này, cũng lên cổ ấy chứ. Đó. Kem này. Bê chạy lung tung hết cả chuồng rồi các bác này. Đó. Ở đây còn rất rất nhiều bò nữa các bác nha, này các bác thấy không? Rất rất nhiều bò nữa. Đây, bò cái F1 này. Xong rồi phối tinh con 3B thuần này ra em con F2 này. Đó. Đấy, làm cái sân chơi ra ngoài này tuyệt vời chưa? Con nào thích ra ra, con nào thích vào vào. Đó. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay mình đang ở Cò Nòi Sơn La các bạn. Mình đang ở trại nhánh Bính. Đây là cái bể mà anh ấy xây dựng để chứa phân đấy bác. Sau khi cho ra đây ủ đâu đó rồi tầm khoảng 15 hôm, 20 hôm là bắt đầu là đóng vào bao và mang bán thôi. Đây bác có thể thấy xung quanh mía nhiều không? Toàn đôi mía này các bác này. Đó. Ở đây thì anh ấy ủ cả bằng bể. Đấy, ủ cỏ bằng bể này. Đây cả ba bố. Ba bố lấy HLT luôn đây các bác. Đấy. Các bác thấy không? Ủ cao không? Cao gần 1m6 nha. Đấy. Đây là những bao bố ủ ngô đây, ủ cỏ, ủ mía đây. Đây là cái lõi ngô nghiền các bác ạ. Cái lõi ngô nghiền này thì để anh ấy làm đệm lót sinh học. Đây mời bác vào thăm qua trại một chút bởi vì bây giờ cũng khá là tối rồi. Bây giờ hiện tại là đang là 4h30 rồi nhưng mà ở trên vùng cao này tối nhanh lắm. Đây bác này, mía ở đây chẳng gì ngoài điều kiện mía cả. Đó. Mía này băm ra trộn với lại cỏ ủ, trộn với ngô ủ, trộn với lại cỏ xanh. Tuyệt vời chưa? Đây. Đấy, này cứ thế là máy xúc lật là xúc đi giải cho bò ăn thôi. Thấy không? Ngon chưa? Có thấy ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Ở đây là những cái xẻng xúc này của HLT hết các bác nhé. Đó. Đây, mời bác vào qua trại chút. Đây là đỉnh một cái quả đồi các bác. Đấy, bác có thể thấy ở xung quanh. Ở đây đồi nó cứ thoai thoải thoai thoải. Đồi này lối tiếp đồi kia các bạn. Đó. Bây giờ là đang cái thời điểm mà thu hoạch mía để cung cấp cho nhà máy đường ấy. Những trại bò ở đây thì lấy cũng ít thôi, không nhiều đâu. Lấy chủ yếu về để ủ đủ cái lượng cho trại mình thôi. Cộng thêm đó là đối với lại cái mía này là đối thời điểm này là băm cho ăn luôn. Đó. Không biết là bây giờ hiện tại là có bao nhiêu lợn trong này. Trong này chắc phải rơi tầm khoảng 300 lợn đấy. Còn đây là trại bò đây bố này. Đây trại bò này. Vào thăm qua trại bò chút. Đây là làm chuồng theo kiểu chuồng kín đó các bác. Các bác thấy không? Phun chuồng, đầy chuồng luôn. Ngày xưa là cải tạo từ cái chuồng lợn sang làm chuồng bò đó. Đấy, thức ăn đầy đủ hết, đầy máng hết các bác. Ấm không? À, nhìn thấy ấm không? Vào trong này thối rồi luôn, bật quả quạt hút bên kia mà. Đó. Bây giờ hiện tại thì chắc là trong chuồng rơi vào tầm khoảng vài trăm con.
cả bò thịt đến bò sinh sản nhé, bây giờ tầm khoảng 500 con các bạn. 500 con, những cái dàn bên kia các bác có thể thấy là chuẩn bị được bán hết rồi này. Đẩy cổ đầy mình hết rồi này. Đó. Ở trên này thì giữa quả đồi gió lùa rất là mạnh luôn, nên là chính vì vậy là phải che chắn kín không mà bò này nó lạnh đấy. Đó. À. Đấy, những con này nó bắt đầu cũng lên cổ đó. Anh ấy không chia ra, lẽ ra là những con nhỏ thì chia đều ra, con to thì để riêng, tức là để một dãy riêng, mà con nhỏ để một dãy riêng nó sẽ hiệu quả. Đây có phải con F2 không, không nọ anh ấy bảo à. Thì chứ không phải con nọ đâu. Con này cũng dày mình hết đó. Đây những cái dòng bò Sinai-man, cho một dòng bò cái mà loại thải anh ấy cho ở đây để vỗ lại. À, những con này đẩy cổ hết rồi bác này. Đây mấy em này đẩy cổ hết này, cổ to đùng rồi. Dòng này thịt ra thì cũng phải 48 đến 50% thịt đấy. À, hai con này là kinh khủng chưa, còn thậm chí còn hơn nữa chứ. Đó. Ở cái này là ngày xưa làm trại lợn đấy, chính vì vậy là họ làm nó từ dưới mặt nền lên đâu đó rơi tầm 1,8 m thôi. Đây, mình đi còn chạm đầu nữa. Bởi vì là anh ấy cũng nâng cái lề này lên rồi để làm cái đường đi rồi mang ăn mang uống trên này. Đó. Này bác thấy đàn bò này. Nói chung là nuôi rất rất nhiều các loại bò. Đấy có cả dòng man này, có cả dòng kem nữa, bên kia có cả mấy con kem. Rồi chủ yếu 3B thôi, trên 90% là 3B. Phun chuồng đầy chuồng luôn các bạn, hoành tráng luôn. Đây, đây có còn cả con kem này cũng lên cổ ấy nhá. Đó. Kem này trước đây là trại lợn ấy, nhưng mà do điều kiện dịch bệnh nhà đép nên là chuyển sang nuôi bò đấy quá. Hello anh, như thế nào, khỏe không anh? Rất khỏe, khỏe rất khỏe. Rồi tốt rồi. Nhưng mà bò nhanh to như này Có to chưa? Kìa 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 kìa. Nó đã đầy đầy như này chưa? Đầy như này, vâng. Đây mà, hai con này. Hả? Ờ được đấy. Mà to hơn nữa. Nhưng mà nó đầy cổ này không? Có một số con đầy như này. Đấy. Phải đầy cổ này nó mới đạt thành này các bạn. Đầy cổ vẫn đạt thành. Ngoài này thịt ra phải rơi tầm khoảng trên 50%. Không, không không được đâu. Không? Không được 5 Cái năm này đâu. cấm gì F2? Cái dòng F2 thì nó khoảng trên 60%. Nhưng dòng F1 này chắc phải rơi tầm khoảng trên 50% thôi, nhưng con 52 thì được rồi. bởi vì là anh cứ để ý là 10 con thì có một hai con như thế này à. Bây giờ tính là ra đây học cái xem cái ủ đấy để trộn hả? Nhưng mà cá lấy ở đâu? Cá có một cá. Một cá. Nhưng mà bò của mình béo hơn bò mình. Béo sớm hơn. Nó do nhiều vấn đề. Chắc là được rồi đấy. Chắc tầm đấy, 6 tạ đấy. Vì hôm nọ cái con bò nhà em nó được đâu đó rơi tầm khoảng 5 tạ tư, nó nhỏ 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 hơn con này. Nhưng mà nó lại cao hơn. Cái này giống Chắc được 6 tạ thôi. Giống con này con này chỉ 6 tạ hơn. 6 6 6 tạ. Đúng không? Vâng Không vâng. bao giờ được hơn. Trong bò nhìn được cái chuồng này nó nhỏ con này hơn em dắt không ra được. kia. Vâng, Sợ con không này được không được. đâu. Bò trong này nó trường bò. Nói chung là khoảng 6 tạ. 6 tạ. Nhưng bên này cũng có nhiều con đấy. Đây như con F2 anh ấy mang ra đây này. Đây là cái chuồng bò sinh sản bác này. Đó, có sân chơi ra ngoài. Mình đã chia sẻ với bác nhiều rồi đó. Sau này là tự cung tự cấp con giống luôn đó.
review qua cho bác thôi. Chứ thực sự là trại này mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thôi cứ vào đây tí nhỉ. Vào đây tí. Không có ông chủ trại, bởi vì ông chủ trại đang ở nhà làm cỗ. Hôm nay tất niên. Ôi dồi ôi. Bê chạy lung tung hết cả chuồng rồi bác này. Đó. Ở đây còn rất rất nhiều bò nữa các bác nha. Đấy, bác thấy không? Rất rất nhiều bò nữa. Anh Bính này anh hun cả bò luôn này. Cái này là chuồng hở còn được nha. Chuồng mà kín là ăn đòn ngay đó. Là viêm phổi rồi hỏng hết bò luôn đấy, cả dàn bò luôn đấy. Đấy. Lạnh quá, lên trên này quá lạnh luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Nhiều bò không? Nhúc 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 cả bò con, bò mẹ, bò to, anh ấy đóng phun chuồng, chất chuồng luôn, nhìn dã man thật đấy. Không có chỗ nào gọi là hở rồi. Dã man thật đấy. Đúng rồi, người có tiền có khác. Thực sự khâm phục mấy bác này. Dã man thật. Nguồn thức ăn dồi dào. Quá sướng luôn. Đây này, 3B đẻ này, 3B F F2 đẻ này. Đẻ ra F2 này. Đây, bò cái F1 này. Xong rồi phối tinh con 3B thuần này ra con F2 này. Đó. Bên này mà ông ấy tận dụng từng tí một sợ thật đấy. Anh Bính anh hoành tráng phết đấy. Đây, bên này là có bọn bê con nữa, làm đây một cái chuồng nữa, đầu chuồng nữa, đầu chỗ nữa đấy. Dã man không? Đó. Tuyệt vời nhá. Chẳng biết thế nào đâu, sáng năm giá bò lên 95-100 là ông ấy kiếm đủ luôn. Thật sự luôn. Bây giờ là đây là chưa tính là một trại bên kia rơi tầm gần 100 con nữa nha. Một trại bên kia 100 con nữa ở bên trại trên bên nhà nhé. Còn đây là anh biết bên này là chắc phải rơi tầm khoảng 200 con rồi. 200 con bên kia cơ, cái chỗ mà chuồng lợn đấy cơ. Còn bên này thì chắc chắn nó cũng phải rơi tầm khoảng trên 100 con rồi. Chỗ này là phải rơi tầm khoảng hơn 100 con nữa, tức là phải rơi tầm khoảng cả 600 con trong chuồng đấy. Dã man thật ý. Bác này bác chơi được ấy. À đấy. Anh thay sao không? chơi xem những người nhiều tiền làm kinh khủng không? Ông đùa đấy, ông Bính là dã man thật. Phun hết chuồng luôn, đầy hết chuồng luôn. Cải tạo cả cái đầu kia là thêm vào nữa để nhốt bò nữa. Gần 600 con rồi, lúc đầu em bảo 300-400 con thôi. 300. Lên 600 con rồi. Nhanh tắt đi. Ông anh cho ăn tốt đó. Ăn tốt đấy. Đây này, toàn những cái cỏ ngô mía như này tốt chứ. Toàn mía nhưng mà ông vẫn có cái nguồn thức ăn tốt chứ. Bò béo ác ấy. Vâng. Bò thì ăn cái mía béo. Bò ăn mía béo lắm. Béo tạ rồi. Con đấy chưa lên cổ không được đâu. Cũng bắt đầu lên mà. Chưa lên cổ chưa được đâu. Trên này nó rét. Các bạn này. Đấy, làm cái sân chơi ra ngoài này tuyệt vời chưa? Con nào thích ra, con nào thích vào. Đó. Nhưng mà sau này những cái sân chơi như này nếu mà không làm được cát thì phải láng bê tông. Chứ bây giờ ra ngoài này nó cũng bết bát quá. Bẩn tưởi quá. Đấy, giữa quả đồi luôn. Xung quanh nó là một đồi mía. Rất nhiều mía luôn quá. Nguồn thức ăn thì dồi dào, tôi sợ cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, chăn nuôi là cái nguồn thức ăn
nó chiếm vai trò rất quan trọng để giảm cái giá thành trong chăn nuôi đó bác. Không phải đơn giản đâu. Để chăn nuôi thành công là các bác phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố này. Yếu tố con giống, yếu tố chuồng trại, rồi chăm sóc, nuôi dưỡng mọi thứ. Quan trọng nhất đó là cái nguồn thức ăn này. Mùa đông ở đây không sợ thiếu thức ăn. Nhưng mà vùng khác, giả sử ngay cả vùng mình chẳng hạn, hay là một số những trại khác mà không chuẩn bị được thức ăn thì giải bác là ăn đòn hết. Rồi trong video này thì mình chia sẻ tổng quan trang trại nhà anh Bính như thế nào thôi. Trại này thì mình đã vào rất là nhiều rồi, review qua như vậy thôi cho bác tham khảo lại. Đó. Mình kết thúc video tại đây đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.